đầy mình hết rồi. Mời mến chào bạn nha, hôm nay thì mình mời các bạn cùng xem xuất hiện một cái nhân tài mới. Đây là một nữ tài xế nha các bạn, bé ngoan này mới có 15 tuổi rồi đó. Lái cái con máy này là Kuta 600 nha. Cái ở phía sau này có thêm cái bông trục nữa các bạn. Bé Hoàng này mới học lớp 10 rồi nha các bạn. Đó, còn đang học lớp 10. Đó, rất là nhìn rất là thân hình nhỏ nhắn à. Nhỏ xíu à. Là lái được 3 cái loại máy luôn. Một cái chiếc là như là chiếc Kuta này nè, máy cài, thêm cái nữa là chiếc máy kéo lúa các bạn, máy kéo lúa bánh xích á, chứ là lái luôn, là tới là máy cắt luôn. Máy cắt ở nhà của bé Hoàng này có một chiếc là Yamaha 82 á. Đây chuẩn bị tốc độ nha các bạn. Đó. Rất là giỏi luôn nha. Con bé này rất là giỏi nha các bạn. Nó là phụ giúp cho gia đình, phụ giúp cho cha là những ngày nghỉ, mấy ngày đi học thì đi học. Còn mà giờ buổi nè mà ở không là không có đi học thì con bé này ra về nhà là phụ giúp cho cha chạy mấy cái loại máy đó nha các bạn. Đó, mùa nào mùa cắt lúa thì chạy máy cắt hoặc là máy kéo, còn tới mà giờ xuống giống thì chạy lấy máy cày nè. Có được sự trao đổi của bà quê Hoàng là có lúc đó là khi mà đụng chuyện mà nhậu nhẹt gì đó là rồi đó là kêu con bé lên là lái luôn các bạn, lái rồi tới chừng nào mà xong thì điện ấy là đánh thức mà cho cha bé Hoàng thức dậy là chạy máy gì nhậu xỉn rồi ngủ luôn các bạn. Bé này lái rất là siêu nha các bạn. Gia đình của con bé này là chỉ là con gái không à, không có là anh em trai, cho nên nó làm đâu bộc phát ra được con bé này là giỏi về cái công chuyện đồng ruộng á, rất là giỏi luôn. Đó, cái này chạy kìa. Bây giờ thì con bé này quay vô các bạn ơi. Đã chưa, đã chưa, quá dữ luôn rồi, rất là giỏi. Thấy mà tài xế nữ là về mà lấy máy cày rất là hiếm nha các bạn, rất là ít, có nhưng mà rất là ít. Bé này
này rất là đam mê về chiếc máy cày, máy cắt, máy kéo vậy đó. Nói chung là làm tài xế là của đồng ruộng vậy đó, bay chạy à. À, mất chăng cái mùng cái ngay chứ để mà dơ mình mẩy. Đây, giờ lại chở vô nữa đây các bạn. Đó. Máy rất là giỏi nha, cho các bạn xem nè. Bé này kêu mà mở khẩu trang ra, bé không chịu mở các bạn ơi. Mắc cỡ. Mới lớp 10 à. Cho nên nó là rất là mắc cỡ. Người phái lái máy cày. Chưa à, nhìn thấy mê chưa các bạn, quá chạy rồi. Tài xế mà lái máy cày này thì mình đã từng gặp một em rồi, là ở Vĩnh Gia, là bé Ngọc á, bé Ngọc ở Vĩnh Gia. Còn này là bé này ở mãi nha các bạn, thì ở xã Bình Sơn vậy đó, xã Kiên Giang. Bình Sơn hay Bình Giang vậy các bạn, mình cũng không rõ nữa. Chỉ là được hai em bé này là lái máy cày là trên đồng ruộng nha các bạn. Đây là tài xế thật thụ chứ không phải mà chạy để mà biểu diễn mà quay phim, lái rất là thẳng. Chủ nhật cái thì ra tiếp cha ăn buổi gì thôi à, chứ không có chạy mà thừa chuyên nghiệp. Nhưng mà giờ biết lái các loại máy là rất là hay. Con bé này rất là thích về học cái bộ môn cơ khí. Nói sau này khi mà ra thi 12 xong là chuyển sẽ qua học ngành cơ khí đó các bạn. Rồi chạy ra nhảy rồi. Vậy mà cũng vẫn văng sình nha các bạn. Coi nè, trời ơi, rồi rồi. Dứt sình đầy mình đó trời các bạn. Cái kia cởi áo rồi đi không chịu thành công rồi. Rồi về giặt 1 kg xà bông. Rồi 1 kg xà bông. Cởi áo rồi không chịu. Đây cho các bạn có ai nghĩ là đây là tài xế mà. Đầy mình hết rồi. Cởi canh đi chú đi không chịu. Đây.